Cảnh sát vây bắt tội phạm trong vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Copenhagen. Ngày 4 tháng 7, các phương tiện cấp cứu và máy quay được nhìn thấy bên ngoài trung tâm mua sắm Copenhagen Field của Đan Mạch, nơi đã xảy ra một vụ xả súng khiến 3 người thiệt mạng và một số khác bị thương. Nguyên nhân vụ việc bước đầu xác định có liên quan đến các cuộc khủng bố. Cảnh sát Đan Mạch cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 22 tuổi và buộc tội anh ta ngộ sát. Vụ việc trên đã làm nhiều người dân Đan Mạch cảm thấy bàng hoàng và lo lắng. Cuộc tấn công trên diễn ra ngay sau khi nước này đăng cai 3 trận đầu tiên của cuộc đua xe đạp Tour de France. Các quan chức cho biết kẻ xả súng đã bắt chết một người đàn ông khoảng 40 tuổi và 2 thanh niên. Một số người khác bị thương và đã có 3 người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Sau nhiều giờ tìm kiếm, nghi phạm đã bị bắt vào lúc 5 giờ 48 chiều theo giờ địa phương. Qua khám xét, cảnh sát cho biết nghi phạm mang theo một khẩu súng trường và đạn dược. Không dừng lại ở đó, bên phía cảnh sát đã phát động một cuộc chiến dịch truy lùng quy mô lớn khắp khu vực của New Zealand vào đầu ngày Chủ nhật nhằm để tìm kiếm các đồng phạm của cuộc khủng bố này.